Tiếp theo đôi giày này sử dụng công nghệ Linen Cloud, mọi người có thể nhìn thấy đây. Đây là một công nghệ có thể nói là siêu giảm chấn. Khi mà nói đến giảm chấn của Zonex thì chúng ta nói đến Power Cushion đúng không? Còn bây giờ khi mà nói đến Linen thì chúng ta sẽ thường nhắc đến Linen Cloud, vì đây cũng là một công nghệ giảm chấn và siêu hấp trụ lực. Và cũng đã có video của hãng Linen, đó là thả quả trứng rơi xuống chất liệu này thì quả trứng cũng không bị vỡ. Công nghệ Linen Cloud. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với video của Sportung. Hôm nay sẽ là một video dành cho các chị em nữ long thủ. Bởi vì trong video ngày hôm nay, Hùng sẽ giới thiệu đến chị em các mẫu giày cầu lông Linen chính hãng đang giảm giá và khuyến mãi cực kỳ sâu bên Hùng với những mẫu mã rất là đẹp. Và chị em hãy tranh thủ cơ hội này để sắm giày nhé, bởi vì lâu lắm rồi thì Hùng mới có đợt hàng ngon như này. Video của anh em sẽ nợ ở video sau nhá. Giày nam còn nhiều mẫu hơn nữa, còn ngon hơn nữa cơ. Thì anh em hãy chờ Hùng ở video sau. Ok, mẫu giày đầu tiên là mẫu giày Linen AITM 074 màu trắng xanh. Đôi này có giá gốc là 499 nhân dân tệ, tức là nó rơi vào khoảng 1.750.000 tiền Việt Nam. Tiếp theo nữa, đôi anh em của nó cũng là Linen AITM 074 nhưng màu xanh chuối. Hai đôi giống hệt nhau, chỉ khác màu thôi, cùng một mã luôn. Rất là trẻ trung và năng động. Đôi này giá gốc cũng 1.750, 499 tệ nha mọi người. Tiếp theo mẫu thứ 3, mẫu giày mới 2020. Hai mẫu vừa rồi là 2017 nha, tuy nhiên chất lượng vẫn còn rất là ngon, anh em khỏi lo. Tiếp theo mẫu này là mẫu 2020. Một mẫu giày về đế hơi cao, cũng có công nghệ chống lật. Tuy nhiên thì với mẫu giày dòng đế này thì ông đánh giá là khả năng chống lật của nó không cao. Bởi vì đế này nó làm trọng tâm đế hơi cao, nên nó sẽ bù lại là chị em đi đôi này nó sẽ cao hơn. Và đôi giày này cũng khá là giống giày sneaker, có thể đeo đi chơi, cũng khá là khỏe khoắn và rất là đẹp. Và mẫu giày cuối cùng của ngày hôm nay cũng là mẫu cao cấp nhất và cũng là mẫu mới 2020. Mẫu giày Linen AIZQ002 thuộc dòng giày tầm cao nhất trong tất cả những mẫu giày này, với giá gốc là 599 tệ, tức là nó rơi vào khoảng 2.050.000 tiền Việt Nam. Dòng đế mới nhất của Linen. Đó là 4 mẫu giày mà hôm nay Hùng giới thiệu cho mọi người, và bây giờ Hùng sẽ đi chi tiết từng mẫu giày cho chị em nha. Ok, mẫu giày đầu tiên, mẫu giày đi từ giá thấp đến giá cao nha. Mẫu giày đầu tiên Linen AITM 074 màu trắng. Thì đây là dòng đế này là dòng đế ra mắt 2017 của hãng Linen. Rất là bám, công nghệ chống lật, trọng tâm đế thấp, chống lật cực kỳ an toàn cho chân. Và đặc điểm Hùng thích nhất của dòng đế này chính là nó khá là êm và nó nhẹ. Dòng đế này êm và rất nhẹ, chất liệu giảm chấn đây. Mọi người có thể cùng cảm nhận độ đàn hồi, chất liệu giảm chấn rất cao. Dòng này có đặc điểm nhẹ, êm, thoáng khí. Đây là các lỗ thông thoáng khí của nó kết hợp công nghệ da ép nhiệt lên lớp lưới, để giúp cho đôi giày đi dễ chịu và thông thoáng hơn, cũng như là công nghệ này giúp cho đôi giày này nó nhẹ hơn. Và form đôi giày này mọi người có thể nhìn thấy khá là ôm chân. Đấy, đôi này đi cũng khá là gọn chân. Đôi này mẫu nam chính là mẫu Linen AITM 081 đấy, còn mẫu nữ là AITM 074. Đó. Khuyến mãi 1.750 còn 720.000. Được ưu đãi tặng kèm một móc khóa cầu lông kim loại làm quà lưu niệm, và được Hùng đưa ra chương trình ưu đãi nữa, đó là khuyến mãi miễn phí ship toàn quốc 100%, mọi người không cần phải trả ship. Có nghĩa là mua đôi giày này với mức giá 720.000 đã bao gồm phí ship và tặng một móc khóa cầu lông kim loại. Nhưng rất đáng tiếc là đôi giày này chỉ còn một đôi size 36 và hai đôi size 37 thôi. Nên chị em ưng thì quất ngay. Nếu chị em thấy đôi trắng vừa rồi đơn giản thì cũng là mã đó, công nghệ tất cả các thứ giống. Với một màu rất là trẻ trung, năng động, thích hợp với các bạn nữ ở tuổi trẻ, tuổi sinh viên thì đây là một lựa chọn tuyệt vời. Màu này sẽ có giá cao hơn, 1.750 giảm còn 780.000, cũng miễn phí ship và tặng một móc khóa cầu lông kim loại. Với đôi này còn size 37, size 38, mỗi size còn 3 đôi, 37 và 38 đấy chị em. Đây, mọi người có thể ngắm. Với dòng đế này đi rất là nhẹ, êm và ôm chân. Những cái đôi dòng tầm cao như này thì mọi người nhìn keo nó rất là đẹp. Đấy, nhìn chất không chị em? Đấy, 3738 thôi nha mọi người. Tiếp theo nữa, đó là mẫu giày này. Mẫu giày này thì có mức giá gốc là thấp nhất trong tất cả các mẫu. Mẫu giày này có mức giá gốc là 399 tệ, nó tương đương với khoảng 1.400.000 tiền Việt Nam. Mọi người có thể nhìn các góc, nhưng mẫu giày này thì khá là thích hợp với giới trẻ và con mắt của giới trẻ. Dòng đế này thì được cái là nó khá là dày, nên là để chạy sân bê tông hay sân thảm thì nó cũng cực kỳ là trâu bò. Tuy nhiên trọng tâm đế hơi cao thì độ an toàn của nó sẽ kém hơn các đôi giày kia. Chất liệu da thì khá là xịn nha, chị em khỏi lo.
đảm bảo 100% không bao giờ bị nổ ra, bị bong ra, bị rách ra. Nếu bị nổ ra, rách ra, bong ra, mang ra đây hùng đền. Tiếp theo nữa, lớp trên này nó làm bằng lưới thì giúp cho đôi giày rất là thông thoáng và đi rất là thoải mái, cũng như là khiến đôi giày nó nhẹ hơn. Đấy, đôi giày cũng khá là nhẹ. Phía đằng gót này cũng khá là dày dặn, bảo vệ gót rất là tốt. Đó, đôi này 1400 giảm còn 850.000, cũng miễn phí ship và tặng kèm một móc khóa cầu lông kim loại nha chị em. Đấy, đôi này có thể nhìn mình thấy khá là giống những mẫu giày sneaker. Đôi này đi cũng khá là êm, chất liệu đế giảm chấn khá là dày và rất là êm. Mọi người để thấy lớp giảm chấn của nó khá là dày từ cuối lên tận trên cùng này luôn. Đó, 850.000 nha, miễn ship nha. Miễn ship là đã bớt được ít nhất là 40.000 nha mọi người. Ship một đôi giày ấy, nó rơi vào khoảng 40-50.000. Đó, đã là ưu đãi như thế cho chị em rồi. Và tặng kèm một móc khóa cầu lông, vì Hùng phát hiện ra chị em rất thích móc khóa cầu lông. Mọi người biết tại sao để video tối này không ạ? Bởi vì là để video tối này thì mọi người mới nhìn thấy giày nó rõ hơn. Đó, mọi người tập trung vào giày, không cần tập trung vào Hùng đâu, bởi Hùng đâu có đẹp trai lắm đâu. Ok, tiếp theo, mẫu giày cuối cùng, mẫu giày cao cấp nhất, có mức giá gốc là 599 tệ. Tất cả nó được niêm yết và in trên vỏ hộp của hãng. Ok, 599 tệ, mọi người có thể nhìn thấy IZQ002. Đây là mẫu giày năm 2019, sản xuất 2019 của hãng Li-Ning. Và ngày tháng sản xuất nó cũng sẽ ghi trên hộp. Đó là ngày, đôi này được sản xuất năm 2020 này. Ngày mùng 4 tháng 1 hay mùng 1 tháng 4 gì đấy. Không biết nó ghi theo thứ tự như này. Nào, chắc là mùng 1 tháng 4 năm 2020. Tức là mới sản xuất cách đây rất là gần thôi. Đấy, mẫu mới nhất mà. Đây công nghệ đế mới nhất của hãng Li-Ning. Đây là công nghệ ProBalock, công nghệ chống xoắn. Đây là một miếng nhựa ở giữa trung tâm giày giúp cho đôi giày không bị xoắn theo các chiều. Đấy, Hùng cố gắng bẻ nó không xoắn đi thì giúp cho đôi giày ổn định hơn. Mặt đế nhìn rất là bám, cái bên trong có những cái lớp đệm của nó. Mình có thể nhìn thấy kiểu trong suốt, nhìn rất là xịn sò, nhìn xuyên vào bên trong. Đây có một miếng nhựa, đây có một miếng nhựa, đây là công nghệ chống xoắn, mẫu giày cao cấp mới có. Tiếp theo, đôi giày này sử dụng công nghệ Li-Ning Cloud, mọi người có thể nhìn thấy đây. Đây là một công nghệ có thể nói là siêu giảm chấn. Khi mà nói đến giảm chấn của Zonex thì chúng ta nói đến Power Cushion đúng không? Còn bây giờ khi mà nói đến Li-Ning thì chúng ta sẽ thường nhắc đến Li-Ning Cloud, vì đây cũng là một công nghệ giảm chấn và siêu hấp thụ lực. Và cũng đã có video của hãng Li-Ning, đó là thả quả trứng rơi xuống chất liệu này, quả trứng cũng không bị vỡ. Công nghệ Li-Ning Cloud. Đây có một lớp đế và hai lớp. Một đây là lớp Li-Ning Cloud. Rất là mềm luôn, sờ rất là đàn hồi. Và tiếp theo trên này có một lớp, cũng là một lớp giảm chấn nữa. Đó, đây cũng là Cloud, biểu tượng của Li-Ning Cloud. Đây là đúng rồi, cũng Li-Ning Cloud. Hai lớp Li-Ning Cloud. Nhưng mà theo ông thì lớp này nó sẽ êm hơn, vì độ đàn hồi của nó cao hơn lớp trên này. Hai lớp giảm chấn, công nghệ chống lật, mọi người có thể nhìn thấy gờ chống lật ở đây. Đế trong này nó sẽ làm hơi bè ra một chút, khiến cho chúng ta đi giày cực kỳ an toàn. Tiếp theo nữa, thêm một công nghệ hoàn toàn mới là công nghệ Ultracell. Đây là một công nghệ Hùng thực sự thấy nó rất mới, nếu Hùng không nhầm thì nó chính là công nghệ cái chất liệu này. Nó như kiểu một lớp nhựa được phủ bên trên một lớp vải dệt, nhìn rất là xịn và cao cấp, mà cũng khiến cho đôi giày nó nhẹ đi hơn rất nhiều. Và những cái đây, và khi chúng ta giả sử khi chúng ta mài, mà chúng ta chạy giày, chúng ta mài cái lớp cao su này, thì dĩ nhiên là đôi giày nó cũng sẽ không kiểu bị xước như những cái kia. Mọi người không ạ, nhận không ạ, đây là kiểu cao su, lớp cao su bên ngoài, chất liệu giá cũng khá là xịn, rất là xịn sò. Đôi giày này thì về Việt Nam thì bên hãng có mức giá điều chỉnh, có lẽ là do chị em phụ nữ nhu cầu mua hàng không cao nên là bên hãng đưa ra mức giá rất là tuyệt vời luôn, đó là mức giá bán tại các cửa hàng là 1.200.000, giá gốc là 2050 rồi. Đó là giá khi mà hãng Li-Ning họ ra mắt tại Trung Quốc. Còn về Việt Nam thì có lẽ là bên hãng chúng ta đã nhập được giá khá là tốt và cũng như là ưu đãi cho chị em phụ nữ với mức giá là 1.200.000. Với mẫu giày tương tự như này cho nam thì đang được bên hãng ưu đãi với mức giá là 1.570.000, giống hệt nhau. Mà chị em lại được mức giá 1.200.000, còn anh em chỉ được mức giá 1.570.000. Thì mọi người rõ ràng thấy là anh em mình bị thiệt hơn chị em phụ nữ đúng không? Thì đôi này bên Hùng đang khuyến mãi còn 980.000 và còn được 980.000 và còn được miễn phí ship đấy nha, và cũng được tặng một móc khóa cầu lông kim loại. Số lượng hàng thì cũng rất hạn chế. Với đôi này thì đủ size từ 36, 37, 38, 39 nha chị em. Đôi giày này rất đáng tiền. Đôi giày này rất nhẹ, rất êm, ôm chân đi rất sướng. Đó, khẳng định với chị em như thế. Đó, thử xem nào. Đằng sau gót này nhìn chất liệu nó xịn không, như kiểu miếng lưới dệt carbon luôn. Rồi thử lật cái lót của nó xem bên trong có gì đặc biệt không nha. Ok, wow. Đây là lót mới của Li-Ning chị em ạ, anh em ạ. Rất là êm. Lót này rất là êm, đây là lót hoàn toàn mới nha mọi người. Đây là lót giày hoàn toàn mới, mình không để ý đấy. Này, đây là lót giày mới rất là êm. Đàn hồi, cực kỳ đàn hồi. Đấy, mọi người thấy không ạ? Mùa sơ.
Và bên trong đôi giày này thì nó có một lớp, nó lớp lưới. Lớp hơi lưới lưới lưới. Thì nó đôi này nó không có cái đặc biệt ở những cái mẫu giày, có thể nói có một số mẫu khác cao cấp hơn. Thì bên trong này nó còn có một lớp đệm nữa rất là êm. Giống như mẫu giày mà Hùng đang đi của Nam vậy. Ngày mai thì trong video ngày mai Hùng sẽ giới thiệu đến anh em sau nha. Đấy. Cái này không phải biết tí Hùng đút lại vào cho ngăn nắp. Tóm lại là tất cả 4 mẫu giày này đều miễn ship. Mẫu này 2050 giảm còn 908 miễn ship. Size đủ từ 36 đến 39. Mẫu này 1400 giảm còn 850k miễn ship. Cũng đủ size từ 36 đến 39. Mẫu này 1750 giảm còn 708 cũng miễn ship và tặng móc khóa đó. Có size 37, 38 và cuối cùng là mẫu trắng này. 1750k giảm còn 720k cũng miễn ship và cũng chỉ còn size 36 một đôi và 372 đôi. Đấy. Chị em hãy tranh thủ cơ hội này để mua giày nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này đây. Cảm ơn chị em rất nhiều. Và nếu anh em đang theo dõi video này có thể giới thiệu những bạn nữ, những người bạn của mình mua, hoặc là mua nó để tặng những người lữ long thủ, những người quen của mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hẹn mọi người trong video giới thiệu giày nào.